ma đạo tổ sư, những chuyện chưa kể, rắc rối nho nhỏ, phần 2, phần cuối. Bọn họ nhanh chóng tìm thấy một hang động dưới chân núi, tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho 3 người nằm. Vào hang, ngồi xuống, từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện hơi hơi ghé sát vào người Lam Vong Cơ, nói: "Lam nhị công tử à, lỡ đâu tìm không ra biện pháp, ta với ngươi không thể mỗi ngày được đâu nha." Lam Vong Cơ trừng hắn một cái, quay mặt đi nơi khác. Ánh mắt không tự chủ lại rơi xuống người Ngụy Vô Tiện. Ôn Ninh nói: "À, cái đó làm Lam nhị công tử, hay là tối nay để ta gác cho, hai người cứ ngủ đi." "Không được." Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Cơ thể đó là của Ngụy Vô Tiện, mà trước đây y luôn cẩn thận chăm sóc, làm sao có thể?" Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Ninh đang lúng túng, chỉ biết lắc đầu cười thầm. Ngón tay đột nhiên theo tật xấu, đem mặt ngạch của Lam Vong Cơ mà kéo kéo. Y không nói gì nhưng hai hàng lông mày hơi nhăn lại. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện liền buông tay. "Vậy hay là tối nay ta gác cho, hai người cứ ngủ đi." "Không được, ta sẽ canh." Lam Vong Cơ lạnh lùng nói. Ngụy Vô Tiện nhìn y, thật sự hắn rất muốn ngã ngớn trêu đùa, nhưng hiện tại như thế này chỉ khiến tình hình thêm quái dị hơn thôi. Nói đi ngủ nhưng cả ba người đâu có ai ngủ được. Nghĩ tới ba người đang ngồi ở đây, một người thì băng lãnh ngồi nhìn hai người kia, một người thì lúng túng, một người thì mặt cứ đơ đơ, nói mấy lời kỳ quặc. Chỉ thấy không khí quỷ dị bao trùm, thức trắng một đêm. Do Ngụy Vô Tiện cả tối không ngủ, nên người cứ gật lên, gật xuống, lại hướng về phía Ôn Ninh. Hắn biết y sẽ chẳng sao, nhưng với cơ thể của người bình thường thì ít nhiều vẫn ảnh hưởng. Duy chỉ có Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh như trước, cả người như tràn trề sinh lực. "Cũng phải thôi, tôi nào chẳng đem hắn lăn đến nát eo cơ chứ. Phải nói là dư thừa tinh lực mới đúng." Cả ba người đi tìm kiếm nhưng chung quy vẫn chẳng thấy gì. Mãi đến trưa mới xuống chân núi nghỉ ngơi một lát. Xế chiều sẽ lên tìm kiếm tiếp. Vừa đúng lúc gặp phải đám Tư Truy. "A, à, Hàm Quan Quân, Ngụy tiền bối." Làm Tư Truy vui vẻ reo lên, nhảy về phía hai người, đem hai người ôm chặt lại. Cả ba người liền cứng đờ người. Ngụy Vô Tiện nín nhịn đến nội thương, không thể cười được, vì vậy chỉ có thể vặn vẹo. Nhưng không thể nhịn được nữa, miệng mở ra cười ha ha, kết hợp với cái mặt đơ như cây cơ kia, nhìn vô cùng kỳ quái. "Quỷ tướng quân, ngươi làm sao vậy?" Làm Cảnh Nghi thấy sắc mặt kỳ lạ kia của hắn, nhịn không được lùi hai bước. Lúc này sắc mặt Lam Vong Cơ nhìn qua trắng bạch, mà Ôn Ninh cũng đã vùng vẫy thoát khỏi, mặt càng đỏ. Lam Tư Truy thấy tình thế khó hiểu, vội hỏi: "Hai người sao thế?" Rồi lại quay qua nhìn Ôn Ninh đang cười ha ha bên kia. Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng cười đã, tiến lên vỗ vỗ vai cậu, nói: "Ta mới là Ngụy tiền bối nè, người kia là Ôn Ninh nha." Làm Cảnh Nghi thốt lên: "Sao có thể? Đừng nói bậy bạ chứ. Chẳng lẽ ngươi cũng thích Hàm?" Chưa kịp nói hết câu, Lam Vong Cơ đã trừng mắt nhìn cậu, đành ngậm ngùi cúi đầu.
nhìn sắc mặt vẫn còn khó hiểu của đám tiểu bối, Ngụy Vô Tiện kể hết sự việc cho bọn họ nghe. Nói chung vẫn chưa tìm được, các ngươi giúp chúng ta đi, nếu không sau này khi trở về, chỉ sợ thúc phụ sẽ thương tâm mất. Đám tiểu bối tưởng tượng hình dáng Lam Khả Nhân tức giận phi pho, lại nghĩ: Ôn Ninh sau này sẽ cùng Hàm Quan Quân ở cùng một chỗ, rồi thật sự là không dám nghĩ tiếp nữa. Nghỉ ngơi dưỡng sức xong, mọi người lại bắt đầu đi tìm nhưng vẫn như cũ, không thể thấy manh mối gì. Ngụy Vô Tiện ngã người vào gốc cây oán thầm. Chẳng lẽ phải như vậy đến cuối đời sao? Nhưng sau một chập bắt cả người phải bình tĩnh lại, hắn liền suy nghĩ, hình như trước khi hoán đổi, hắn có nghe thấy một âm thanh trong trẻo, nghe rất quen tai, giống như là có người nào đó thổi một khúc sáo vậy. Rất quen nha, hình như là nghe ở đâu rồi. Nếu vậy thì... Chợt Ngụy Vô Tiện bật dậy, kéo Lam Vong Cơ muốn y chạy lên núi, nói: Lam Trạm, theo ta, hình như ta biết rồi, theo ta. Lam Vong Cơ nghe theo hắn, liền rất tự nhiên mà ôm lấy hắn. Tuy có hơi chật vật một tí xíu, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn y muốn chọc lại thôi. Hai người ngự kiếm bay lên, phía sau Ôn Ninh đi cùng với đám Tư Truy. Bay tìm một phòng cũng chẳng thấy ai, Ngụy Vô Tiện sốt ruột, chẳng lẽ hắn nghĩ sai sao? Đột nhiên một bóng màu trắng lóe lên, Ngụy Vô Tiện nhìn xuống, trong lòng liền cười tươi. Tìm thấy rồi. Lam Vong Cơ cũng nhìn theo bất giác nói: Huynh trưởng. Lúc này Lam Hy Thần cũng đã thấy bọn họ, nhưng ngặt một nỗi, Lam Vong Cơ thế mà vòng tay ôm eo Ôn Ninh, trong lòng thoáng chốc tuôn ra mồ hôi lạnh. Hai người đáp xuống, Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ nói: Huynh trưởng. Lam Hy Thần càng hoảng hơn nhìn về phía Lam Vong Cơ, y dường như cũng hiểu, liền kể hết mọi chuyện với Lam Hy Thần. Phía sau đám Tư Tri cũng đuổi kịp. Sau một chốc, huynh trưởng mới thầm thở dài, đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hướng Ngụy Vô Tiện hỏi: Vậy Ngụy công tử muốn tìm ta có việc gì? Ngụy Vô Tiện muốn cười nhưng vẫn cười không được, chỉ đành nói: Có phải hôm qua huynh trưởng đã đến đây phải không? Ta có nghe thấy tiếng tiêu liệt băng. Lam Hy Thần gật đầu. Hôm qua ta có đi săn đêm, lúc đuổi tới đây thì bị mất dấu, lại cảm thấy có hương hoa kỳ lạ, liền đem liệt băng ra thổi. Quả nhiên, nếu ta đoán không nhầm, có lẽ trong lúc thổi tiếng tiêu của liệt băng đã vô tình cộng hưởng với mùi hoa mới tạo ra đám khói trắng đó đó nha. Mọi người đều ngạc nhiên. Ngụy Vô Tiện nói tiếp: Bản thể của liệt băng vốn là lạnh, lại thêm nguồn lực của người thổi, mà bản chất của ngọn núi này có nhiều ao hồ, tạo ra hàn khí rất thuận lợi với liệt băng. Lam Vong Cơ nói: Vậy nên trong lúc mùi hương kỳ quái kia phát tán, vô tình kết hợp mới tạo ra luồng khói trắng đó. Đúng rồi, còn việc không có gió mà có mùi hương là do huynh trưởng đã dùng liệt băng để thổi nó. Nói rồi, Ngụy Vô Tiện tới một bụi cây gần đó chọt chọt, lập tức trong bụi xuất hiện nhiều bông hoa màu đỏ đã héo. Nếu không có hoa mà có mùi, vậy tức là nó bị cái gì đó che giấu hoặc mọc ở nơi kín đáo. Không ngờ là nó mọc trong bụi cỏ rậm rạp này. Huynh trưởng, nếu không phiền nhờ huynh thổi lại khúc đó một lần nữa. Lam Hy Thần gật đầu đem liệt băng đến bên môi. Quả nhiên,
Trong chốc lát sau, một luồng khói trắng hư hư ảo ảo dần xuất hiện. Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện không chần chừ đem Ôn Ninh kéo vào. Mọi người ở bên ngoài ngưng thần chờ đợi. Một lúc sau, một bóng đen vụt ra, nhào tới ôm chặt Lam Vong Cơ. Lam nhị ca ca. Thành công. Lam Vong Cơ liền hỏi. Ừ. Ngụy Vô Tiện dụi dụi đầu vào người y. Không sợ sau này mỗi ngày với ngươi được rồi. Cả bọn nhìn nhau. Ôn Ninh lại trở về hình dáng ban đầu. Trong lòng âm thầm thở dài. Chợt lúc này lại có tiếng hét lớn. Ôi! Lam Tư Truy, sao ngươi lại ở trong thân thể ta? Lam Cảnh Nghi, ngươi, ngươi! Cả đám nhìn nhau. Xem ra chuyến đi lần này thu hoạch cũng quá lớn rồi.